cái sản phẩm tiếp theo không thể thiếu đó chính là cái máy rửa xe. Thì máy rửa xe ở đây thì anh chị em có thể lựa chọn những cái dòng máy rửa xe chất lượng như dòng máy KC405 thương hiệu Mazuli của Ý mà bên mình cung cấp ra thị trường rất là nhiều. Đấy thì trên thị trường thì vẫn có rất nhiều loại nhá. Đấy có rất nhiều chủng loại. Đặc biệt là hàng Trung Quốc thì rất nhiều trên thị trường. Đấy nhưng mà bên mình với kinh nghiệm hơn 10 năm đấy, phân phối ra thị trường và set up rất nhiều trung tâm. Đấy thì cái lo lắng nhất, đấy, lo lắng nhất chính là cái máy rửa xe. Bởi vì sao? Bởi vì máy rửa xe với cường độ hoạt động cực kỳ lớn, cực kỳ lớn. Và đối với những cái máy Trung Quốc thì với cường độ nhỏ, với cường độ thấp, đấy thì sử dụng thì vẫn có thể đảm bảo được trong quá trình hoạt động. Nhưng để mở ra một cái trung tâm rất là chuyên nghiệp, đấy, tránh những cái hỏng hóc trong quá trình vận hành, đấy, hạn chế những cái rủi ro đấy, thì anh chị em nên tìm đến những cái dòng sản phẩm chất lượng như hàng Mazuli, đấy, được nhập khẩu trực tiếp từ Ý, đấy, nguyên đai nguyên kiện, đấy, 100% đến từ Ý. Bên công ty Uli Việt thì cam kết đấy nhập khẩu trực tiếp và đảm bảo phụ tùng phụ kiện trong quá trình vận hành.